quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu, tiếp giáp Đan Mạch, biển Baltic, Ba Lan, Séc, Áo, Thụy Sĩ, Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan và biển Bắc. Đức nằm ở vị thế bản lề giữa Đông và Tây Âu, giữa bán đảo Scandinavia với địa trung hải. Đức là một trong những nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, là quốc gia đứng thứ ba thế giới sau Mỹ, Trung Quốc về quy mô kinh tế năm 2023. Hiện nay Đức đang thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, nên chính phủ Đức đang tuyển chọn lao động nước ngoài sang Đức làm việc. Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, nhiều tiềm năng trong khi Đức đang trải qua quá trình già hóa dân số. Đến năm 2025, những người sinh sau Thế chiến thứ hai ở Đức đều đến tuổi nghỉ hưu. Đến năm 2035, Đức sẽ có hơn 7 triệu lao động cần thay thế. Để giải quyết vấn đề thách thức, Đức đã tăng cường đào tạo lực lượng lao động trong nước. Tuy nhiên, số lượng lao động trong nước không đáp ứng đủ trong bối cảnh già hóa dân số. Do đó, quốc gia này cần bổ sung số lượng lớn lao động nước ngoài. Hiện Đức đang thiếu hụt lao động ở nhiều lĩnh vực, nhiều khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực như y tế, nhân lực điều dưỡng, công nghệ thông tin và một số ngành nghề khác. Tương lai, nước Đức sẽ thiếu lao động ở mọi ngành nghề. Đây chính là điều kiện cho nhiều lao động Việt Nam sang Đức học tập và làm việc. Với những lý do quan trọng như trên, Tổ chức Giáo dục SHB đã phối hợp với các doanh nghiệp tại Đức tổ chức các chương trình du học cao đẳng nghề miễn phí và có nhận lương hàng tháng tại Đức. Đến với chương trình, các em sẽ được quyền lợi gì? Được học cao đẳng nghề miễn phí học phí, bằng cấp của các em đạt chuẩn quốc tế có giá trị trên toàn thế giới. Được trợ cấp lương hàng tháng trong thời gian học 25 đến 35 triệu trên một tháng. Các em được bảo trợ suốt 3 năm khi học bên Đức. Được bố trí việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, lương trung bình từ 67 triệu đến 78 triệu trên một tháng. Được cấp thẻ xanh định cư sau 5 năm, được nhập quốc tịch Đức sau 5 năm. Các ngành nghề tuyển sinh rất đa dạng như công nghệ tự động hóa, gia công kim loại, bán hàng, cơ khí điện lạnh, khối nghề cơ khí, vận tải, xây dựng, điện tử, công nghệ chế biến thực phẩm, logistics nhà hàng, khách sạn, làm bánh, cơ điện tử, ô tô, điều dưỡng, đầu bếp. Tổ chức Giáo dục SHB hiện có 2 cơ sở đào tạo lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và một trụ sở tại Đức. Tòa nhà SHB số 679, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở đào tạo trường cao đẳng kỹ nghệ số 2, số 502 Đỗ Xuân Hợp, Phương Ông Phước Bình, thành phố Thủ Đức. Trụ sở SHB tại Đức, Sex 1866346 Bucklingen, Deutschland, Germany. Cộng đồng du học sinh của SHB tại Đức rất lớn, 312 du học sinh và riêng Bến Tre là 39 bạn hiện tại đang chờ lịch bay là 102 học viên. Điều kiện tham gia chương trình, tốt nghiệp trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, có chứng chỉ B1 tiếng Đức, sức khỏe tốt, không tiền án, tiền sự, tuổi từ 18 đến 30 tuổi, lộ trình du học cao đẳng nghề Đức. Phía Việt Nam, đào tạo tiếng Đức, định hướng nghề, phỏng vấn, nhận hợp đồng đào tạo, xin visa, xuất cảnh sang Đức. Đào tạo tại Đức, học tiếng Đức nâng cao, miễn phí, học tại các trường cao đẳng nghề, học thực hành tại các doanh nghiệp, tốt nghiệp, đi làm, định cư. Sau đây xin mời quý vị và các bạn xem một số thông tin có liên quan đến vấn đề tuyển sinh và chi phí mới nhất về chương trình du học cũng như một số video hoạt động của Tổ chức Giáo dục SHB tại các văn phòng đại diện tại các tỉnh thành trên cả nước cũng như văn phòng đại diện tại Hậu Giang. Xin mời mọi người cùng theo dõi. SHB hành trình 5 năm vươn đến những đỉnh cao, ngày 5 tháng 9 năm 2018 đến ngày 5 tháng 9 năm 2023. Vượt qua nửa thập kỷ phát triển, SHB tự hào đồng hành cùng hàng trăm thế hệ học sinh đến với Cộng hòa Liên bang Đức, đã và đang tiếp nhận lên đến 1.000 học viên mỗi năm. Thành công đưa hơn 200 học viên đến Đức học tập và làm việc. Tiếp đón 3 đối tác đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp đào tạo nghề hàng đầu đến từ Đức, Avestos, BIV, BSV. Cùng với đó là tham gia của các đại biểu lãnh đạo từ nhiều tỉnh thành, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, An Giang, cùng với đài truyền hình Trà Vinh và những lời chúc mừng. Anh nói là qua hôm nay dự thì chúng ta thấy là cái sự phát triển rất là lớn mạnh của SHB. Bến Tre thì cũng có nhiều các cái đơn vị tư vấn về du học trên địa bàn. Nhưng mà với hoạt động của SHB thì chúng tôi cũng làm một cái, nói chung là với cái sự tin tưởng thì chúng tôi cũng đã có cái ký kết. Cái hợp tác với SHB trong cái thời gian qua thì xin chúc cho SHB sẽ ngày càng phát triển hơn. Triển lãm du học cao đẳng nghề Cộng hòa Liên bang Đức lần đầu tiên tại Việt Nam nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập SHB. Lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra sự kiện quy tụ những đại diện đến từ các doanh nghiệp hàng đầu nước Đức với sự tham gia của hơn 400 học viên,
sự kiện là nơi chia sẻ, cung cấp đầy đủ những thông tin về các ngành nghề hot trong chương trình du học cao đẳng nghề Đức như nhà hàng, khách sạn, điều dưỡng, xây dựng, kỹ thuật. Xin chào mọi người! Hiện tại thì Minh Thúy đang có mặt tại tỉnh Hậu Giang và ngày hôm nay sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng là đặc biệt, đó chính là ngày khai trương văn phòng đại diện SHB Hậu Giang ngày 3 tháng 11 năm 2023. Đã mang lại một chương trình tốt để thay mặt SHB mình sẽ mang chương trình này đến từng em học sinh để các em có một cái tương lai mới, tương lai tốt hơn. Thì hôm nay rất là vui đến dự cái lễ khai trương văn phòng đại diện của SHB tại Hậu Giang và chúc cho SHB Hậu Giang nói riêng cũng như là tổng ty SHB ngày càng phát triển hơn và hoàn thành cái sứ mệnh của mình. Và ngay từ giờ phút này, trong cái hồng sang tất cả quý vị và quý vị, chúng ta vui lòng hướng mắt về trọng chính của sự kiện ngày hôm nay. Nghi thức lễ khai trương văn phòng đại diện SHB Hậu Giang chính thức bắt đầu. Hôm nay tôi xin phép được đại diện cho tổ chức giáo dục SHB chúc mừng khai trương văn phòng đại diện của SHB tại tỉnh Hậu Giang.